Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy. Khi Đấng bảo trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng con thân mến, Thánh Thần Thiên Chúa là Thiên Chúa và là Đấng làm cho khác biệt và là làm cho hiệp nhất. Cái làm cho khác biệt mà lại hiệp nhất là tình yêu. Nên Thánh Thần Thiên Chúa là tình yêu. Ngài là sợi dây tình yêu nối kết Thiên Chúa Cha và Chúa Con, Đấng được sinh ra trong vĩnh cửu chứ không phải trong thời gian như thụ tạo chúng ta. Và tình yêu của Thiên Chúa toàn năng đến nỗi là một ngôi vị Thiên Chúa khác ngôi ba Thiên Chúa. Thánh Thần ấy cùng với Chúa Cha và Chúa Con tác sinh nên thế giới này. Trong đó có loài mà Chúa yêu thương đất rất đặc biệt, tạo nên giống hình ảnh Ngài. Nhưng nó đã phải chết một khi sinh ra đời, vì nó đã phạm tội bởi tội đầu tiên của tổ tông, và từ đó tội lỗi lan tràn trong suốt nhân loại, và vì tội mà phải chết. Còn Thiên Chúa đã làm người và đã sống, đã chết và đã sống lại cứu chuộc loài người, cho thấy tình yêu Thiên Chúa kỳ diệu đối với chúng ta đến nỗi ta không thể hình dung tưởng tượng được, lại hy sinh cả chính người con một ấy để chuộc chúng ta. Có ai trong các cha mẹ dám hy sinh người con của mình, con một của mình vì một ai khác, nếu người đó không phải là con? Cho nên loài người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm vậy? Nên đời đời chúng ta chỉ được sinh ra để mà ca tụng tình yêu Thiên Chúa mà thôi. Nghĩa là ca tụng chính Thánh Thần tình yêu trong ngôi Cha và ngôi Con, và Thánh Thần trong giáo hội
là những người nhân loại tin Chúa Giêsu Kitô là đấng Thiên Chúa làm người, Cha sai đến trần gian. Hội thánh ấy có linh hồn là Chúa Thánh Thần của Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa làm cho khác, nghĩa là mỗi người Chúa ban cho một ơn gọi là đặc sủng, ân sủng đặc biệt. Người thì làm giáo dân, người thì làm linh mục, người thì làm tu sĩ, người thì làm ông giám đốc, người thì làm người công nhân, người thì giàu, kẻ thì nghèo. Nhưng tất cả được ví như những chi thể của một thân thể: mắt, mũi, miệng, tay, chân, bụng, các cơ quan là những chi thể. Nhưng các chi thể không thể tồn tại một mình mà luôn luôn phải gắn kết với những người anh em, các chi thể khác thành một thân thể. Mà để thành một thì đó là sức mạnh của tình yêu của Chúa Thánh Thần. Còn ai không nối kết trong tình yêu hiệp thông đó thì chết, không thể tồn tại một mình độc lập, mà tất cả phụ thuộc lẫn nhau, cần đến nhau. Và trong tự do của tình yêu thương chấp nhận nhau, và đó là chấp nhận Thiên Chúa, tức là tin. Cái sự chấp nhận ấy ta gọi là hiệp thông, và đó là đặc tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa là hiệp thông, cũng là tên riêng của Chúa Thánh Thần. Khi làm cho hội thánh biết sống yêu thương hiệp nhất và thông công với nhau, làm nên một thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô, thì Chúa Thánh Thần chính là linh hồn làm cho hội thánh sống và sống động và phát triển. 2000 năm trước chỉ là một hạt giống, đó là một con người Thiên Chúa làm người, Giêsu Nazareth. 2000 năm sau bây giờ là 1.3 tỷ hơn người Công giáo và hơn 2 tỷ người tin Chúa Kitô, Kitô giáo, trên tổng số 7 tỷ của nhân loại. Và con số lượng cũng như cái chất lượng của những người tin vào Chúa Giêsu Kitô càng ngày càng gia tăng. Đó là công việc truyền giáo hay loan báo tin mừng thiết lập nước Thiên Chúa ở trần gian của Chúa Thánh Thần trong lòng hội thánh. Chúng con hôm nay lãnh nhận Chúa Thánh Thần như thế, nghĩa là chúng con nhận lãnh một sứ mạng chung của toàn thể hội thánh, và cũng là của riêng mỗi người môn đệ, là đi loan báo tin mừng. Lệnh truyền mà Chúa truyền lại cho những người tín hữu, cho các môn đệ, là chúng con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng tin mừng, dạy cho họ biết Thầy và biết mọi điều Thầy đã truyền dạy, rửa tội cho họ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là sứ mạng của hội thánh, và cũng là sứ mạng của mỗi một người ở trong hội thánh, mỗi một chi thể. Mà sứ mạng ấy chỉ có thể mỗi người chúng ta cùng hiệp với nhau làm một, để mà truyền giáo, để mà loan báo tin mừng. Mà trước hết truyền giáo chính là sống và làm chứng điều mình tin, những gì Chúa dạy. Nghĩa là người ta không thấy được Chúa vô hình, người ta không thấy được Thánh Thần đấng vô hình, mà người ta thấy được cái thành quả, cái hoa quả của lòng tin của Chúa Thánh Thần ở trong hội thánh, ở nơi mỗi người tín hữu. Hoa quả ấy gọi là hoa trái của thần khí, mà Thánh Phaolô mô tả đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu,
từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Anh chị em, chúng con nghe có quen không? Thư gửi tín hữu Galata của Thánh Phaolô mô tả đấng Chúa Thánh Thần tình yêu vô hình không thấy, nhưng người ta thấy nơi hội thánh, thân thể màu nhiệm Đức Kitô của người, những cái hoa quả đó. Nhìn lại trong cộng đồng của giáo xứ chúng ta, nhìn lại trong cộng đồng của gia đình chúng ta, anh chị em có thấy những cái hoa quả nó nở không? Hay ngược lại? Ngược lại ta gọi là những việc của tính xác thịt, cũng thư Galata nói, đó là gì? Đó là dâm bôn, đó là thờ quấy, trác tán, lăng loàn, vu khống, chia rẽ, vân vân. Còn có Chúa Thánh Thần thì hoa quả mà người ta thấy là người ta sống yêu thương nhau, bác ái, vui ngay cả giữa những lúc khó khăn, thử thách, thất bại. Vui, cái niềm vui sâu thẳm của người biết mình được Chúa yêu thương cứu chuộc. Bình an, kiên nhẫn, yêu thương là biết kiên nhẫn, biết chờ đợi, không thất vọng. Nhân hậu, từ tâm, trung tín giữa một thế giới đầy sự bất trung bất tín. Bấp bênh mà người tin Chúa vẫn sống luôn luôn trung tín bền vững trong niềm tin vào Chúa, trong sự trung thành đối với nhau, với hội thánh, qua việc giữ các điều răn, các giới luật của người, và biết sống tiết độ. Một thế giới biết chỉ biết hưởng thụ, trác tán, xả láng. Người tin Chúa, có Chúa Thánh Thần thì biết sống tiết độ. Tiết độ trong tình cảm, tiết độ trong việc tiêu xài hưởng thụ, và biết chia sẻ cho người khác, nhất là cho những người nghèo, những người bất hạnh. Đó là hoa quả của thần khí mà hôm nay thần khí ấy được ban xuống trên chúng con. Chúng con tin Chúa Giêsu Kitô thì chúng con phải tuyên xưng niềm tin ấy tự mình, và khi được sức dầu đặt tay cầu nguyện, Thánh Thần Chúa sẽ xuống trên chúng con cùng với tất cả những ơn của Ngài, để biến chúng con thành những môn đệ cùng với hội thánh mà đi loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Amen.